vụ án thất tiền nữ chấn động Trung Quốc. Hung thủ sống cùng phòng vì muốn giúp bạn thân mà hạ độc cùng lúc 7 cô gái. Thưa các bạn, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có một người bạn thân. Người bạn thân của bạn là một người đã chơi với bạn một thời gian và hiểu khá rõ về bạn. Biết bạn thích gì, ghét gì, biết rõ thói quen của bạn, thậm chí biết cả thời gian biểu hàng ngày của bạn. Đó là người bạn luôn có thể tin tưởng tâm sự những chuyện thầm kín, chuyện đời tư mà không sợ sẽ bị tiết lộ cho bất kỳ một ai khác. Người bạn thân của bạn là người luôn đứng về phía bạn, luôn bênh vực bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mặc dù có thể trong hoàn cảnh đó bạn có sai đi chăng nữa. Nhưng điều đó không hẳn lúc nào cũng là tốt. Và hôm nay, Hồ Sơ X xin gửi đến các bạn một vụ án chấn động Trung Quốc 22 năm về trước. Hung thủ ở đây đã vì bạn thân của mình mà ra tay sát hại 7 nữ sinh đầy máu lạnh. Mới đây, trang QQ đã đăng tải lại thông tin về vụ án đầu độc nổi tiếng ở Tĩnh Hải, Thiên Tân, Trung Quốc vào 22 năm trước, thu hút sự quan tâm của dư luận và cộng đồng mạng. Cuối năm 1998, một vụ án mạng chấn động xảy ra trong ký túc xá nữ ở trường Trung học phổ thông Tĩnh Hải, thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Sau 22 năm, khi nhắc đến sự vụ này, nhiều người không khỏi rùng mình trước sự tàn nhẫn của hung thủ. Vào buổi sáng ngày 23 tháng 12 năm 1998, khi các học sinh của trường Trung học phổ thông Tĩnh Hải đang tập thể dục, thì bất ngờ ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu phát ra từ khu ký túc xá nữ. Mọi người chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ nghe tiếng còi của 3 chiếc xe cảnh sát từ cổng trường chạy vào khuôn viên. Lúc này, lãnh đạo cảnh sát đã đích thân đến phòng ban giám hiệu và chỉ thị cho giáo viên cũng như học sinh biết rằng có một vụ án mạng xảy ra trong khu ký túc xá nữ của trường. Được biết, phía cảnh sát đã nhận được tin có 7 trong 8 cô gái đã chết trong phòng ký túc xá. Việc cùng một lúc có nhiều người chết như vậy là rất hiếm nên vụ án đã từng chấn động dư luận một thời gian dài. Nhiều người tự hỏi, làm thế nào mà 7 cô gái đang ở độ tuổi sắp vào đại học lại qua đời như vậy? Thời điểm đó, khi cảnh sát mở cửa phòng nơi được báo cáo xảy ra án mạng, họ đã nghe được mùi thuốc trừ sâu nồng nặc. Bên trong là cảnh tượng kinh khủng khi họ nhìn thấy thi thể của 7 cô gái nằm rải rác trong từng tư thế khác nhau. Một số người cuộn tròn và rơi xuống đất, hai bàn tay ôm chặt bụng, một số nắm lấy cổ họng như đang muốn ngăn chặn cơn đau, một số còn lại miệng sủi bọt. Điều này có thể suy ra rằng trước khi qua đời, 7 cô gái đã vô cùng đau đớn. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện đặc điểm chung của họ khi qua đời, đó là đồng tử co lại mạnh và đôi mắt trợn trắng vô cùng đáng sợ. Phía cảnh sát đã nhanh chóng cử lực lượng đến thu dọn hiện trường và tiến hành điều tra với quy mô lớn. Từ những mấu chốt tại hiện trường, cảnh sát đã có kết quả rằng các cô gái qua đời vì trúng độc phốt pho hữu cơ. Trong dạ dày của họ, chất nôn và cốc nước tại hiện trường vụ án đều phát hiện thành phần thuốc trừ sâu Furate. Thuốc trừ sâu Furate còn được gọi là 3911, loại thuốc trừ sâu độc hại nhất. Chỉ cần 2mg cũng đủ chết người. Chẳng may ai đó uống nhầm thuốc này thì chỉ trong 10 phút có thể tử vong. Tuy nhiên, có một tin tức sốc hơn là vào đêm xảy ra án mạng trong phòng 8 người thì cô gái thứ 8 là Tôn Á Vũ đã ở trong phòng và chứng kiến 7 cô bạn của mình vật lộn cho đến chết. Sự thật đằng sau đã được phía cảnh sát phá giải.